Chào năm mới, chào ngày mới tất cả quý anh chị khách hàng. Hôm nay là ngày vía thần tài thì Volvo cũng gửi đến cho quý anh chị khách hàng một chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn dành cho các dòng xe. Thì quý anh chị đặt cọc ngay hôm nay sẽ được chương trình tặng một voucher nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại khách sạn Anna Mantara Resort Đà Lạt. Ngoài ra sẽ đi kèm với một gói bảo hiểm vật chất thân xe trị giá 50 triệu. Ngoài ra, quý anh chị còn được kèm thêm chương trình miễn phí bảo dưỡng cả tiền công và cả tiền vật tư. Hiện tại các xe bên Khanh có thể giao ngay là XC90. Đây là chiếc xe XC90. Kế đó là XC60. Đây là XC60. XC60 thì sẽ có tổng cộng là 3 phiên bản Recharge. XC60 Ultimate Bright, XC60 Ultimate Dark, S90, chiếc xe sedan duy nhất của nhà Volvo và có trục cơ sở dài. Đây, Khanh cũng giao ngay. Đây là 3 model quý anh chị có thể nhận ngay trong cái đợt này. 3 model cực kỳ hấp dẫn. Rồi, mọi chi tiết quý anh chị có thể liên hệ số điện thoại của Khanh 0788 555 444. Khanh sẽ giải đáp thêm các thông tin liên quan đến các chiếc xe quý anh chị quan tâm nhé.